Rồi, video này chào các bác nha. Video này giới thiệu các bác có một chiếc Yanma F20D. Chiếc này cực kỳ đỉnh luôn nha. Chiếc cực kỳ đỉnh nha. Lốp trước thì nứt nhiều rồi. Lốp trước thì các bác chịu khó chạy thôi, chứ cũng chẳng biết nói sao. Lốp trước thì gần như chạy được một thời gian nữa là phải thay rồi. Cái lốp trước này thì rẻ tiền thôi, không đáng bao nhiêu đâu. Nhưng mà được cái lốp sau là còn ngon luôn. Đấy, bù qua xếp lại. Xe hai cầu nha. Lốp 9.524. Xe chưa dọn nha các bác nha. Bác coi qua gầm cầu của nó kìa, rất là dơ. Xe chưa dọn dẹp chưa gì hết. Chưa dọn mà nó được như thế này đây. Chứ nhiều bác cứ comment lung tung. Nhưng mà thật sự là xe mà nó còn được như này hiếm lắm. Cái này mà xịt rửa phát là mới len keng. Xe hai cầu rất là đẹp. Đấy, xe một loạt nhé, tha hồ mà các bác chọn, tha hồ mà mua nha, tha hồ mà mua xe. F20D. Rồi, để em cho các bác coi qua tình trạng của máy móc của em nó luôn. Máy móc em này thì khỏi chê luôn, ghiền luôn. Xe chưa dọn nha, nên nhìn nó loang lổ. Đấy, đất này, đất cát bám lung tung hết. Đấy, nguyên bản nha các bác nha. Nhiều thánh không hiểu về xe cứ comment lung tung, em không thích. Đấy, nguyên bản nha, rất đẹp, đủ đất bám kìa, đất trên đỉnh nó bám nha, bám cục cục vậy nhưng mà chất lượng, bám cục cục nhưng mà chất lượng nha. Niêm chì còn luôn, chất nước còn đẹp. Chiếc này số cơ nha, số cơ. Con xe này kiếm rất hiếm nha các bác nha, kiếm được con đẹp như này không phải đơn giản được con như thế này đâu. Đồ đạc rất là đẹp, còn đen thui luôn. Đấy, còn đen thui luôn, là đen bóng luôn. Nên cái yên tâm về chất lượng của em đó, khỏi phải chê. Rồi, để em cho các bác coi qua tình trạng bên kia luôn. Đây nha, cho coi qua tình trạng bên đấy của em nữa. Đây, máy cực kỳ đỉnh, rất là đẹp. F nha, F20D nha. Cổ chì. Chúng xe đẹp thuộc xuất sắc. Coi có tình trạng gầm cầu của em nó đây, cầu nữa đây nha, rất là đẹp.
Rất đẹp nha, sẽ không thể chê được đâu luôn. Đấy. Cho cụ thể để mấy bác có alo là em. Nhiều thánh coi video mà coi không kỹ mà kêu sao em soi gầm cầu làm gì, soi để họ thấy những cái xấu này họ còn mua xe bên em chứ. Chứ nhiều bác không coi kỹ làm sao mua video bên em được. Đây. Có móc hậu đây luôn. Đấy. Không thể chê được điểm nào nha. Xe rất đẹp, Benker Soaker. Rất là đỉnh. Em thử xem có đèn đóm đồ lung tung luôn. Thấy quá. À đèn còn đầy đủ luôn nha. Đèn này ban đêm là sáng trưng luôn. Tắt. Coi tiếc thì đấu lại. Lo. Rồi. Chạy hơn 1000 giờ. Xe đỉnh là được. Đỉnh là VIP. Rồi để em đề luôn. Không sửa em siết gì hết. Rất đỉnh nha. À cái máy nghe đã. Máy tuyệt vời luôn. Ga gần như còn đếm được luôn nha. Rất VIP. Đấy. Rồi Ben. Rồi. Để em test số bừa lên. Bừa đây. Còn bên đây số chạy nữa đây. Ai, à, chỗ này nó hẹp quá em, vướng điện thoại. Đấy, chạy đó. Nó hẹp quá, em không chạy thử đâu. Nhiều bác kêu sau chạy thử. Rất VIP nha. F22. Đẳng cấp nha. Rồi, em báo giá của em nó luôn. Chiếc này 56 triệu nha các bác nha. 56 triệu cho một chiếc Yamaha
F22D Banker Soccer đó. Rồi, cảm ơn các bác coi video em nha. Thấy hay thì cố gắng đăng ký kênh em để nhận những video mới nhất về các loại máy móc nông nghiệp nha các bác nha. Rồi, cảm ơn các bác coi video em. Đó, test lại cho coi. Rồi, tắt máy luôn. Tắt đã. Đấy, để lại này. Rất đỉnh nhá. Rồi, báo các bác là 56 triệu chiếc này nhá. Được thì alo là em bán cho chiếc xe này. Đó, rồi cảm ơn các bác coi video em.